lúc đó, nhiệm vụ dành cho mẹ Phạm Quỳnh Anh chính là đến trang trại nấm, cùng tham gia cấy phôi và thu hoạch nấm để có nguyên liệu cho bữa trưa nhé. Giờ để chị làm cho em cùng xem ha. Dạ. Xúc vào. Rồi. Xong rồi phải rộng cho nó bằng xuống. Đúng rồi. Phải chơi luôn chị ơi. Hả? Chơi không? Chơi luôn đi. Đó. Quất. Em đang muốn biết cái quy trình để mà tạo ra được nấm ấy chị. Tức là họ sẽ bỏ giống vào đây hả? Hay sao đúng chị? Rồi. Người ta sẽ cấy xong rồi người ta sẽ đợi cái bịch này nè. Nó nguội. Nãy nhiều xong rồi á, rồi người ta sẽ cấy, người ta nhét cái giống vô đây. Cỡ 10 ngày hay là nửa tháng gì á là tơ nó sẽ ra. Cứ tới đây rồi mình sẽ đem ra nhà trồng mình trồng. Dạ. Mình em đang chuẩn bị đóng gói nha, xem có phải đúng không nha. Chưa. À nó vẫn còn phải thêm tí nữa đúng không? Đúng rồi. Thực sự là nó không có cái liều lượng cụ thể đấy, nó bằng cảm giác đấy chị ơi. Cái này là mình xúc thường ngày á là mình mới quen. Còn lâu lâu mà tay ngang vô em xúc không có được. Thế xong giờ. Bây giờ bóp vô. Rồi, bóp vô. Rồi. Không có, vừa bóp vừa xay vừa thả chứ em đừng có. Đúng không chị? Đúng rồi. Để đơn giản. Đó, vậy là bịch này này. Rồi giờ nha chị. Phải chơi luôn chị ơi. Hả? Chơi không? Chơi luôn đi. Quất. Quất. 5 bịch đúng không ạ? Nửa tiếng được không em? Mau lắm á. Chị đừng hù em. Không có, ý là chị nhắc nhẹ thôi. Thêm. Thêm cho nhận nhiều tiếp chứ. Cô giáo, xin hãy chỉ giáo được một bịch chưa ạ? Thôi được rồi, một bịch rồi đó, em cứ làm đi. Nhưng mà đã ok chưa ạ? Rồi ok. Sao em run quá? Gì đâu run. Đây nè. Đây chị ơi. Chị, đó, vậy là nó, là đó, y vậy á. Là đạt rồi chứ chị? Đúng rồi. Được không ạ? Được. À, ta, bịch này đẹp nha. Được không chị? Thì đó, thì nó cũng hình hài nó cũng y chang vậy luôn. Nhưng mà được không? Thì được rồi, ý là chị nói là vậy là 80% là ok rồi đó. Yeah. Rồi, mấy bịch này là đẹp nha. Khi mà ở một cái môi trường nào ổn rồi thì mình an tâm, thì mình bắt đầu chuyển sang mình lo ở cái hướng khác. Thì khi đấy là cái hướng còn lại là hướng của các con. Chị chỉ cho em xem là quy trình như nào chị nhá. Là những cái tay nấm như thế này nè. Dạ. Là mình có thể hái được. Vâng. Còn có những cái tay nấm bé như vậy à. Là nếu mình cũng phải bỏ luôn. Tại vì nấm đó mình phải cho vô nấm dục. Vô không nấm có bán được. Dạ không bán được. Như cái này nè. Mình cầm cái tay nấm nó là mình phải cầm cho nó sát chân. Dạ nha. Vâng sát chân. Cái mình để qua bình để lại là mình sẽ kéo rồi, ra em được. Em hiểu. Nhưng rồi cũng... Cái này thì đủ tiêu chuẩn đúng không chị? Đúng rồi em. Đủ em rồi không ạ? Đưa lên đưa xuống. À, quá hay rồi. Chuẩn nha, cái này ok luôn chị ha. Đúng rồi em. Ái da. À, quá giỏi ngon luôn. Vui phết đấy chị ạ. Chị là chị làm ở trên khu kia. Vâng. Nhưng mà chị chỉ tạo ra được cái bịch này thôi. À, đó. Nhưng mà cái khu dưới này là chị không có gần. Đấy. Thấy à, dạo này là muốn chuyên nghiệp luôn rồi nha. Chuyên nghiệp rồi đó. Ừ. Con em nó mà được đi đến đây chắc nó cũng thích lắm á nha. Đúng rồi. Thử thách này cũng rất là dễ chịu và nhẹ nhàng với mình. Chỉ lo các con ở ngoài chợ không biết chúng nó sao rồi. Cân thử xem được bao nhiêu rồi nha. Chắc được nửa cân á. Thế thôi á. Nửa cân là chị tính cho em là còn cái phần chân đó. Chứ nếu mà chị lấy lại là không có đủ. Bây giờ bao nhiêu chị? À, cái này là được 7 lạng yếu. Em đi em lấy tiếp 3 lạng nữa nha. Ừ. Ừ. Hai lòng tay. Các con của em biết tới đâu rồi ta? Tranh thủ đi về coi mấy đứa con đi tới đâu rồi. Trời, xin mời. Hội đồng kiểm duyệt. Dư có bị phạt không? Dư có thử. À, vậy ok, vậy là ngon rồi. Vậy mình dư ok chứ ta? Kỹ rồi em. Ngon lành. Quá giỏi. Hello.
hái nấm giỏi quá, chị cho thưởng em một mớ nấm đem về ăn ha. Ồ, chúc chị nhiều sức khỏe nha. Em sẽ mang nấm về để xào cho các con em ăn. Thank you, cảm ơn chị. Cái nó, cái con nó mua gì mình làm đó thôi. Mẹ siêu nhân, khi con ra đời, mẹ được sinh ra. Thứ bảy hàng tuần, 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên YouTube Giao Quanh Show, từ ngày 16 tháng 3, 2024.